Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Các bạn có khỏe không? Một tuần trôi qua có phải thật là ngắn ngủi phải không nào? Tuần rồi thì Hào đã celebrate birthday của mình ở một nhà hàng và Hào đã dắt các bạn đi vòng. Không hiểu tại sao mà cái computer, cái khúc mà dẫn ra nhà hàng thì nó lại bị mất. Thế là chỉ post được cái khúc mà đi cả ngày ở Seattle như thế nào. Nhưng mà hy vọng là cái video đó sẽ làm cho các bạn có thể hiểu thêm một phần nào cuộc sống của Hào, cũng như là một phần nào về cuộc sống của những người định cư ở Mỹ, cũng như là một chút về nước Mỹ ở thành phố Seattle, đặc biệt nói riêng và cả một nước Mỹ nói chung. Có thể các bạn đang thắc mắc và hỏi rằng tại sao mà hôm nay Hào lại ngồi ở nhà mà không phải là đang ở quầy bar. Lý do đơn giản là tại vì cái video trước Hào làm về làm sao để mà có thể nhận biết cái loại cocktail nào cũng như là cái loại cocktail nào phù hợp với mình ở trong menu thì được rất là nhiều feedback cũng như là những cái lời comment cũng như là những lời khen của các bạn, và các bạn rất là thích những video như thế. Thì Hào nghĩ là tại sao mình lại không thay đổi một chút về cái channel của mình. Mình chỉ không phải là chỉ phải làm cocktail hoài, thì cũng sẽ có ngày Hào ra cocktail, thì cũng sẽ có ngày mà Hào chạy ra bar làm cocktail. Nhưng mà Hào nghĩ là nên có một chút gì thay đổi thì sẽ làm cho cái channel của mình thú vị hơn. Và cũng như là một phần Hào là restaurant manager nên Hào có được những kinh nghiệm cũng như là mình đã học được những ở trường sẽ đem lên đây để có thể nói với các bạn. Nên Hào nghĩ rằng channel của Hào sẽ mở rộng hơn, không chỉ là làm cocktail, pha cocktail, hướng dẫn cocktail nữa, mà sẽ là một chút về ngành hospitality, ngành dịch vụ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng mix it up với hospitality. Để trở lại với hospitality, thì hospitality là gì thì các bạn có biết, ở Việt Nam thì một cái trường đại học mà trước khi Hào qua Mỹ đó là Hào cũng tính thi vô cái trường đó, đó chính là Hublet là cái trường du lịch nhà hàng khách sạn, đúng không? Thì du lịch nhà hàng khách sạn là một trong những cái topic cũng như là những cái ngành mà hàng đầu của hospitality. Nhưng mà ở trong cái hospitality nó có rất rất nhiều mảng miếng, nhưng mà gọi chung đó là ngành dịch vụ. Và lần vừa rồi thì Hào về Việt Nam thì Hào cảm thấy như là ngành dịch vụ của đất nước mình đang rất là phát triển, cũng như là có một cái sự đột phá, và có rất là nhiều khách sạn nè, có rất là nhiều nhà hàng, cũng như là có rất là nhiều quán bar đang rất là, thật sự nếu mà nói ra là rất là rầm rộ, đúng không các bạn? Rất là ví dụ như là 4P Pizza nè, là một cái nhà hàng pizza cũng như là nhà hàng Mỹ Ý của người Nhật đem đến Việt Nam. Thì có thể nói là người Việt Nam đang rất là ưa chuộng cái phong trào này, cũng như là những quán bar ở Sài Gòn, cũng như là những cái khách sạn mới đang được xây dựng cũng như là đang được đi vào hoạt động. Thì khi mà họ ở những khách sạn hoặc là đến những quầy bar cũng như là đi đến những nhà hàng thì cái service là cái phục vụ đã rất rất là tiến bộ và thật sự là rất là tốt về customer service. Ok, đó là một chút về cảm nhận của Hào về ngành dịch vụ ở Việt Nam mà vừa rồi Hào đã đi vacation và cảm nhận được. Trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay về cái video này, đó chính là Hào muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của Hào làm nhà hàng cũng như các bạn làm ngành phục vụ mà có phục vụ rượu, rượu Tây đó các bạn, đó là rượu đỏ, rượu vang. Làm sao để có thể mở ra một chai rượu đúng cách, đúng bài bản và đúng chuẩn. Muốn mở một chai rượu thì trước tiên chúng ta phải có đồ mở rượu. Đây là đồ mở rượu mà Hào đang sử dụng. Đây được gọi là tiếng Mỹ gọi là wine key, nghĩa là chìa khóa rượu. Nếu mà dịch sang tiếng Việt là như vậy. Wine key này thì thường các bạn sẽ gặp được bởi những người làm nhà hàng, những người phục vụ nhà hàng cũng như là những người làm trong ngành nhà hàng sử dụng cái loại này. Ở nhà thì các bạn sẽ có thể tìm thấy, hoặc là ở ngoài tiệm tạp hóa, nếu mà người ta sử dụng ở nhà đó thì người ta sẽ dùng cái loại mà có cái đầu xoắn xuống và có cái hai cái tay cầm thì người ta sẽ bẻ lên. Đó là sử dụng ở nhà. Nhưng mà khi mà đi ra nhà hàng á thì những người làm trong nhà hàng sẽ dùng cái loại này, bởi vì cái loại này là cái loại sử dụng mở rượu chuyên nghiệp. Đây là loại mà Hào nghĩ là dễ sử dụng nhất. Ok, để mở được một chai rượu thì chúng ta sẽ cần phải có một chai rượu. Đây là một chai rượu mà Hào đã mua. Alright,
Bây giờ khi mà cầm chai rượu ra thì các bạn phải đọc được cái năm của chai rượu, cái tên của loại grapes, cái thứ ba là cái tên của cái chai rượu, và cái thứ tư là chai rượu đến từ đâu. Bây giờ thì sẽ thử nhé. Và chắc khi mà các bạn đọc thì các bạn phải nhớ là các bạn sẽ phải để cái label thẳng vào cái người mà order cái chai rượu đó. Ok, tôi có 2017 Cabernet Substance và đến từ Washington. Đó là cách mà Hào dịch sang tiếng Việt cho các bạn. Nhưng mà nói theo tiếng Anh á thì nó sẽ là I have 2017 Cabernet Cab Substance from Washington. Và luôn nhớ là bạn sẽ có sẵn cái wine key trong mình, để khi mà mình present xong thì mình sẽ chuẩn bị để mở rượu. Ok, khi mà mở rượu các bạn luôn nhớ là bạn sẽ cầm cái chai rượu thật là chắc, đó là cầm một cái cổ chai như thế này. Ok, và tùy theo bạn thuận tay nào, nếu mà thuận tay phải thì họ sẽ cầm wine key bên tay phải và chai rượu bên tay trái. Khi mà cầm chai rượu thế này thì nó sẽ rất là chắc chắn cho các bạn, nó sẽ không có bị rớt hoặc là không có bị xoay. Và luôn luôn nhớ là cái label phải thẳng vào cái người order chai rượu này. Ok, và khi mà mở chai rượu thì có thể là cái không gian nó sẽ chết, thì các bạn có thể là làm cái cuộc đối thoại với những vị khách của mình. Vì các bạn muốn là, thứ nhất là khi mà bạn mở chai rượu thì nó sẽ không có bị, cái không gian nó không bị chết, và có thể làm cho cái cuộc đối thoại nó tự nhiên hơn, cũng như là cái cách phục vụ của bạn nó sẽ thân thiện, cũng như là người ta sẽ cảm thấy như là sao người này rất là thân thiện. Và thực sự là cái đó là cái mà mình nên làm để mình cứ muốn thêm tiền tip là ở chỗ đó. Một điều nhớ là khi mà bạn cầm chai rượu ra đến cái bàn, thì các bạn khi sau khi mà present với lại người khách á, thì đừng có mà bỏ cái chai rượu xuống bàn. Các bạn có thể bỏ chai rượu xuống bàn được, nhưng mà nên là giữ chai rượu trong cả một cái thời gian, bởi vì như vậy nó sẽ nhìn chuyên nghiệp hơn. Ok, bây giờ giả dụ là các bạn vừa order chai rượu cho từ Hào, bây giờ Hào sẽ đem chai rượu ra đúng không? Thì khi mà đem ra thì các bạn ở những cái nhà hàng mà 5 stars hotel hay là nhà hàng 5 stars sang trọng, thì những cái người mà đem chai rượu ra mở thì người ta sẽ có cái khăn để qua bên như thế này, để khi mà người ta, tại lý do là tại sao là vì khi mà người ta mở chai rượu ra đó thì người ta sẽ pour, đổ cái chai rượu vào ly thì nó sẽ vì rượu đỏ nên sẽ dễ bị nhiễu cho người khách, nên sẽ chùi cái miệng. Nhưng mà ở những cái nhà hàng mà bình thường hoặc là không có phải là 5 stars hotel, là những nhà hàng 5 stars, thì các bạn không cần thiết phải làm như thế này. Cái này rất là một kiểu rất là formal, có nghĩa là những cái kiểu rất là chỉnh chu và rất là đẳng cấp. Nhưng mà ở đây thì Hào không muốn là dẫn cho các bạn đi quá xa như vậy. Ok, giờ chúng ta sẽ bỏ cái này ra. Trước tiên thì các bạn sẽ cầm chai rượu như thế này đúng không? Bước thứ nhất thì chúng ta sẽ cầm cái, mở cái lưỡi dao ra để cắt cái foil, có nghĩa là cái nhôm ở đầu chai rượu như thế này. Nếu mà ở nhà thì các bạn chỉ cần giật cái nhôm này ra thôi là được rồi, nhưng mà ở những cái nhà hàng thì hoặc là đang serve khách đó, hoặc là đang phục vụ khách đó, thì các bạn phải chắc chắn phải làm được cái điều là cắt được cái foil, chứ không có tuột ra thì những cái chai rượu rất là trần trụi, nó rất là kỳ cục. Và các bạn có thể thấy là ngay cái cổ chai đúng không, sẽ có hai lớp như thế này. Phải nhớ một điều là không bao giờ cắt cái đầu trên, cái miệng trên, mà các bạn phải cắt cái miệng ở dưới. Vì sao? Vì khi mà các bạn cắt cái miệng trên á, các bạn đổ rượu ra cứ nghĩ như mình uống bia Việt Nam á, có những cái foil đúng không, mà khi bạn khui chai bạn không tuột hết cái foil ra đó, thì bạn đổ vô thì nó sẽ rất là độc hại. Thì rượu cũng vậy, nên chuẩn quốc tế là cắt cái khúc này, khúc thứ hai, nấc thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt nhé. Nhưng mà phải nhớ là trong quá trình các bạn mở chai rượu từ đầu đến cuối, cái mặt, cái label lúc nào cũng phải chỉ thẳng. Mới chỉ thẳng mà là phải face, phải đối diện với cái người order cái chai rượu. Ok, và các bạn nhớ là không được xoay cái chai ở bất kỳ mọi tình huống nào khi mà đang mở chai rượu. Và cũng không được, khi mà các bạn cắt á, là các bạn cũng không được xoay. Hào thấy có nhiều người á rất là xoay như thế này thì nó sẽ lẹ hơn, nhưng mà chuẩn đúng là không được xoay. Ok,
giờ sẽ cắt ra thì các bạn sẽ đi một vòng ở đằng này, đi đằng sau lại như thế này. Các bạn muốn chắc chắn được thì các bạn sẽ đi thêm một lần nữa để chắc là mình đã cắt được cái foil này. Ok, rồi sau khi mà đi một cái vòng, các bạn sẽ thấy không, thấy nguyên một cái vòng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gỡ cái này ra. Có nhiều cách, có người á họ sẽ rạch một đường như thế này rồi sau đó họ sẽ gỡ ra. Có nhiều người thì họ chỉ cần bóc lên như thế này thôi. Thì cách nào cũng được, các bạn nghĩ làm sao mà các bạn mở được cái chai rượu này mà khi mà các bạn mở á, úp, thấy không, nó rớt ra rồi, thì nó sẽ tự động rớt ra thôi. Và cái đường cắt nó rất là đẹp. Nhiều lúc mình cắt cũng không đẹp, nhưng mà miễn sao là đừng có cắt khúc ở trên này mà cắt khúc ở dưới thôi là được rồi. Rồi bây giờ cắt cái foil này nó ra thì cái này để đâu? Có nhiều người á, người ta sẽ để cái foil này ở trên bàn. Nếu như mà họ để ý, họ đi những cái nhà hàng mà sang trọng á, mấy người sommelier là những cái người mà bậc thầy về rượu á, họ sẽ để ở trên bàn. Nhưng mà các bạn không phải làm như vậy, các bạn chỉ cần bỏ túi là được rồi. Không cần phải bỏ trên bàn, cũng đừng có xả rác. Ok. Ok rồi, mình sẽ gấp cái đầu con dao này lại. Rồi, bây giờ mình đã cắt xong cái foil. Bước tiếp theo mình sẽ mở cái wine key này ra. Sẽ mở cái này ra chính giữa. Ok, cầm chai rượu cho chắc. Khi mà các bạn bấm cái đầu nhọn này vào cái nút bần của chai rượu á, các bạn phải bấm vào ngay chính giữa. Rồi các bạn sẽ phải giữ cái này nó thẳng đứng, có nghĩa là vuông góc với lại cái mặt phẳng của cái miệng chai rượu. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng lực đẩy mạnh vô. Và các bạn nhớ là không có tì chai rượu vào cái đùi, hay là không có tì chai rượu vào cái người như thế này rồi mở nha. Các bạn phải tập như thế nào mà các bạn có thể cầm được cái cổ chai như thế này chắc chắn. Bấm một cái, sau đó mình sẽ xoay. Ok. Khi mà xoay thì cái này nó sẽ vuông góc, các bạn thấy không? Vuông góc hoặc là hơi vuông góc vào cái chai. Thì cái điều mà quan trọng nhất mà học được á, đó là khi mà xoay á, các bạn vừa xoay các bạn vừa nhấn. Khi mà các bạn mới tập á thì các bạn làm chậm thôi, đừng có làm nhanh quá. Thì nếu mà làm nhanh quá đó, cái screw là cái khúc xoay, cái khúc xoắn này nó sẽ xoắn xéo vào cái nút bần. Và khi mà nó xoắn xéo vào cái nút bần á thì mình sẽ rất là khó mở, và có nhiều khi là cái nút bần nó sẽ bị gãy, và đó là một cái điều rất là xấu hổ và rất là nhục nhã. Nhưng mà thực sự là làm trong ngành nào, các bạn mở nhiều chai rượu các bạn biết. Khi mà mình xoắn xuống rồi đúng không, thì cái này khi bạn cảm nhận được là đã chắc rồi thì vừa xoắn vừa nhấn nha các bạn. Và lúc nào cũng phải nhớ là nó phải thẳng 90 độ. Mà khi mà các bạn mới bắt đầu thì nên để cái tay ngay chỗ cái nút bần như thế này, thì nó sẽ cố định được cái biên độ của mình. Và các bạn quen rồi thì nó sẽ tự xuống như thế này, đúng không? Nhưng mà các bạn không có xoay nhé, thấy không? Mặc dù là nó cử động nhưng mà cái label nó vẫn phải thẳng vào cái người ô để chai rượu. Ok, sáng đây là đủ rồi. Khi tới đây thì đã được rồi, thì các bạn nhớ là cái phần mà để cái tay cầm á thì nó sẽ lúc nào cũng bên cái tay thuận của bạn. Còn cái phần mà để có hai cái nấc á thì sẽ là bên tay trái. Thì cứ nhớ là cái phần tay cầm sẽ là cái điểm dừng của nó, phải là bên tay thuận của bạn. Cảm ơn chỗ này đúng không? Sẽ mình nên chuyển tay, mình bấm cái này xuống để cho nó vô khớp vô. Rồi sau đó mình sẽ giật cái này lên, cầm cái nút bần này nè. Thì các bạn có thể cầm như thế này, các bạn sẽ cầm như thế này để mà giật giật lên. Nhưng mà nhớ là cái tay của mình nó phải giữ chặt ở đây, tại vì các bạn thấy ở đây có một cái khía cạnh như thế này nè, thì giữ chặt ở đây nó sẽ đẩy cái nút bần này lên. Thì một nấc, đó là cái đồ khui rượu nó sẽ có hai nấc, thì một nấc. Sau đó các bạn sẽ vẫn giữ tay như thế này, kéo lên để cho cái này nó move, tức là nó di chuyển lên cái nấc thứ hai. Và chúng ta sẽ kéo lên một cái nữa, không kéo hết cái nút bần ra khỏi chai rượu. Lý do
Vì khi các bạn kéo hết nút bừng ra khỏi chai rượu á, nó sẽ là một cái tiếng pop rất là lớn. Và ở trong nhà hàng là một cái điều cấm kỵ. Có thể là chúng ta sẽ nghe rất là vui tai, nhưng mà thật sự nó không có vui. Nó rất là không có professional, đúng không? Khi mà tới mà các bạn đã cảm nhận được cái nút bần á, nó đã gần ra hết rồi á, thì mình sẽ nhẹ nhàng nắm cái cổ chai thế này, lắc nhẹ nút bần và mở ra là xong. Ok, bây giờ mình đã mở được một chai rượu rồi, bây giờ mình sẽ làm gì cái nút bần? Có rất là nhiều người họ tiếng Mỹ gọi là snobby, đó là hửi người khách á, giả bộ hửi cái nút bần á, nhưng mà thực sự hửi nút bần không có mẹ gì trong này để hửi đó. Tại vì rõ ràng là cái nút bần nó chỉ là một cái cục cây và là một cái mùn cưa, nó được nén lại, và cái rượu lâu năm ở trong này nó chỉ làm được cái vị chua thôi. Thực sự là trong cả một cái thế giới về rượu á, ngay cả những người sommelier á, thì người ta cũng chẳng có hửi cái nút bần để làm gì, mà chẳng hiểu tại sao có rất là nhiều người thích hửi nút bần, rất là vô lý và vô nghĩa. Ok, bây giờ sẽ làm gì với cái nút bần? Giống như là cái foil, có rất là nhiều người ta sẽ để cái foil ở trên cái bàn, không hiểu tại sao họ nghĩ đó là cái cách xả rác rất là thô thiển và rất là lạ lùng. Cũng như là nút bần thì sẽ có nhiều chỗ mà nhà hàng sang trọng á, thì họ sẽ có một cái miếng như là cái miếng gạt tàn á, họ để đó, rồi khi mà họ mở chai rượu ra thì sẽ xoắn cái miếng này lại, xoắn cái này ra, đúng không? Xoắn cái này ra rồi họ bỏ vào cái miếng gạt tàn đó để trên bàn, hoặc là hãy dựng ở trên cái bàn đó. Ở trong cả một cái thế giới rượu này, sau khi mà học về nhà hàng này nọ thì những người sommelier họ nói là để cái này ở trên bàn cũng được, không để trên bàn cũng được. Các bạn có thể mở ra xong, nó còn vẫn nằm ở trong đây, bỏ vào túi quần của mình, rồi vậy là xong, coi như là xong. Nhưng mà cứ nhớ là phải giữ cái nút bần lại, vì có nhiều người á, họ uống không hết chai rượu sẽ hỏi cái nút bần để trả lại thì đem lại cho người ta và người ta sẽ đem về. Và đó là những gì mà họ muốn chia sẻ với tất cả các bạn trong video ngày hôm nay, làm sao để một chai rượu theo đúng cách cũng như đúng chuẩn. Và cũng có thể là hy vọng các bạn đã học hỏi thêm được một chút nào đó về video này, cũng như là về ngành dịch vụ hospitality. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ, cũng như đừng quên để lại những comment, những câu hỏi mà để mở rộng cho Hào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up.